Mình đang đi thăm vườn quan nhà anh Đạt thì có hai vị khách ở cách nhà anh Đạt khoảng độ 20 cây số để xuống đánh cau. Đấy, cùng mọi người cùng xem nha. Đấy, có rất nhiều người cẩn thận là sẽ đến tận vườn để đánh, để chọn những cây mình ưng ý nhất. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đấy, đây là một thực tế mọi người lựa chọn cây giống để nó ổn định nhất. Đấy, cũng rất nhiều người cẩn thận mình dự hỏi xem cây giống như nào xuống đến tận nơi để hái quả. Thì đây cũng là kiểu thực tế là sẽ đánh trực tiếp tại vườn, thích cây nào chọn cây đấy. Úi giời cô à, thích cô nào chọn đấy vậy. Các bác tận đâu đến đánh đấy? Đấy, Hải Quang, Hải Quang cách đây khoảng độ cũng khoảng gần 20 cây. 20 cây, 20 cây số. Đang có tối. Chú ơi, tí nữa của nhà chúng nó nhanh khẩn. Chị mua lần thứ mấy rồi? Chị mua nhà chú mấy trăm. Mấy trăm thì mấy trăm, lấy đâu được mà mấy trăm. Không, mấy trăm là từ năm ngoái đến nay không mấy trăm cây à? Vậy là coi như vườn ở nhà có bao nhiêu trồng hết đấy. Mấy trăm cây là nhiều đấy anh nhỉ. Nếu mà bây giờ một nhà, một gia đình mà trồng mấy trăm cây là nhiều đấy. À, vườn là ruộng này. Đấy, chỉ có đất ruộng đấy, biết với... Nhiều vậy chứ trong thổ làm gì. Trong thổ thì có nhà anh Đạt đi nắm đất này. Đây là bác đi với các chú vừa sớm nên... Các màn hải đường vẫn tức thời chị nhỉ, bởi vì tức thời là bao giờ cũng trồng nhiều cau nhất, cái hải hậu là đúng. Đấy. Thích cây nào chọn cây đấy, toàn cây mập mạp đẹp. Đấy. Đây là chị đã mua nhà anh Đạt mấy lần rồi. Hay vip rồi. Nặng rồi gì ạ? Cũng chẳng cần rồi. Tiền đâu mà ngủ đâu. Mấy này nó cũng không cần tiết đâu. Mai đến mua ải đây lại phải đi mua đất ải. Năm nào cũng phải mua bà kệ. Đấy thì mỗi lần mỗi người đến mua cây tặng thêm đất này à. Ông lên tôi. Đấy, ông lên tôi. Rồi. Những cái đất nó có thêm tí cát cát này, xốp. Thích cây nào đánh cây đấy. Nó càng tốt đúng không anh, sau nó kiểu nó đốt nó ngắn lại rồi đúng kiểu của anh là đấy, cái nó khỏe hạn nữa ấy xuống nè, chứ nó cây nó khỏe rồi, không phải sợ kiệt. Cái đây cái nùn đừng đánh vào nhé, khỏi về lại bảo em. Nhìn lá nó biết, nhìn kiểu lá nó đậm đậm hơn mà nó ngắn hơn. Đánh cho tôi cái là nùi nó bảo không bảo. Ai bảo chứ? Năm cái nùi này, năm cảnh luôn. Ui giời. Nắm chim bẫy, nắm chim khuyên. Cái nùi là phục vụ của cách bán nhà vườn. Chơi chơi vậy. Các bác chơi thôi, toàn các bác nhiều tiền này, các bác không cần phải kinh tế. Nhiều người nhìn dàn cây này bỏ đi tiếc lắm này. À, đôi khi nó bị kiệt rồi mà, nên là bọn anh ấy sẽ bỏ đi. Khách hàng thực tế đến nó cây cao cây thấp nhìn nó cũng thích. Ý là nó cao cao hẳn đi mà thấp thấp hẳn đi nhìn nó thích hơn. Cứ thằng lùn đứng cạnh thằng cao nhìn nó buồn cười. Nhìn nó kẹt kẹt cái kiểu gì. Đấy. Ông cứ cây lã lọc không đánh rồi nha. Lã lọc, cây nào cũng lã lọc. Đấy. Mà trực tiếp chị chọn, trực tiếp chị đánh rồi nên là chú, yên tâm. Cây lã lọc chú đánh cho chị. Chị mua lần này đợt thứ mấy rồi? Năm ngoái mua cả mấy anh em tầm vậy nè. Anh cháu kia 130 với nhà tớ nữa, vậy là với nhà em nữa, vậy là năm ngoái đã 270 300 năm ngoái ở trên Hải Quang cách đây cũng Hải Quang cách đây phải tầm 10 năm 20 cây đấy, 20 cây đấy. Hải Quang hả em? Vâng. 20 cây anh nhỉ? 8 cây. 8 cây rồi hả? Mình đi tắt từ giờ chưa hình dung ra đấy. À đi tắt. À đúng rồi. Đi nói tắt ra ấy nhỉ, quên mất, nó tắt ở đây nó ngang sang này, ngang Hải Phương, Hải Phước rồi. Ngang Hải Long, Hải Sơn này. Ờ đúng rồi. Em này cứ hình dung ở chỗ em rồi, chỗ em mới lên đấy tầm 20 cây. À đấy, đúng rồi. Đôi khi nó bói vặt ố đi cho nó khỏe cây năm sau. Đấy. Đấy, đã... mua cau đã có thành quả lại đâu nào, tiếp tục hôm nay lại mua thêm tiếp. Sướng, trồng cau bây giờ thích vừa nhàn vừa. Nhưng mà quan trọng là có đất. Có đất đấy đúng không ạ? Muốn không có đất, muốn là làm gì được. Đấy. Ôi, chỗ này còn nhiều lắm. Đây, đợt này nắp luôn cả cái này để đợt tới là trồng luôn cau giống rồi. Cái năm mình quay nó bắt đầu hàng này bắt đầu chưa có trái này. 2 năm trở lại đây bắt đầu đã có trái thu rồi.
tin tưởng nhất là cứ đến tự thích cây nào đánh cây đấy, không lăn tăn to nhỏ nữa đâu. Đấy, khách hàng quen, cây rất đẹp luôn, chuẩn cao hành đồn hải đường. Nhiều mua cho nhà, mua cho anh, cho mẹ, cho đấy, bố. Cầu tốt là giới thiệu hết cho người thân, cho anh em người nhà cấy luôn một sau này bảo hành trọn đời luôn. Ăn cả đời. Nhà sau dưỡng già đấy, nhiều người là vừa rồi con chỗ con thi thoảng đi quay mấy cao cao này là tôi cấy 50 năm rồi. Thế ạ, 50 năm. Đúng từ thời ông bà bắt đầu là ra ở riêng đấy, gọi ra ở riêng. Có đất cả. Bên vườn cây này với mẹ sang cao cao đấy. 50 năm, cái này con ướm vào chắc chắn là trên 30 năm. Nhìn nó cao với lại nó cao vậy cơ mà. Giống con này, giống con lùn. Lá nó khác hay, nhìn khác biết nhau. Nhìn vườn cao nhiều mini thật, không muốn về. Vào nhiều vườn như vào vườn cao mà nó rộng rộng mà nó cao như không muốn về thật, nhìn mini thật. Em phải vào đến lúc nó ra hoa rồi. Đấy, nhỉ. Ngát ngát luôn. Ra hoa là vào tháng mấy nhỉ? Ra hoa tháng mấy nhỉ? Tháng 3, tháng 4, tháng 5. À tầm đấy đúng không? Say rồi. Đấy. Say hoa cao rồi. Thích lúc đấy là không muốn về đấy. Lúc đó cái hôm nó vào mùa lộ vào mùa lui đêm hôm từ ấy này có khi buổi tối là 5 không điện thoại, không còn giống như bán, không còn giống bán khổ vậy. Phục vụ bây giờ bà con hết cỡ ở nhà. Số điện thoại của anh Đạt thì mình sẽ ghi ở phần bình luận video nhé. À, anh để cái đài đây này. Đấy, mọi người nếu mà ai ở gần Hải Hậu thì có thể đến trực tiếp nhà anh ấy nhá. Nhà anh ấy ở Nàng Hoành Đồn, ngay dòng số 1 luôn. Thì có thể lựa chọn các cây nhưng mà phải liên hệ trước với anh ấy để xem còn giống không hãng đến. Không, nhiều khi hết rồi thì đến rất là dở, mất công mất việc. Hoặc là mọi người đến tham quan cùng xem cây bố mẹ, xem vườn này. Anh ấy thì có 3 vườn. Mình đã biết một vườn ngoài Hải Hòa gần xã mình nữa, cũng đã gần. Bữa nào mình sẽ quay vườn đó cho mọi người xem nhé. Đó thì có lẽ video giới thiệu của mọi người vườn cao giống như anh Đạt, và cùng thực tế có những người đến trực tiếp để đánh giống, lựa chọn những cây giống tốt về phục vụ cho gia đình cũng như người thân. Thì có lẽ mình xin phép được dừng video ở đây nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo về các chủ đề về cao giống tiếp theo. Mọi người có thắc mắc gì về cây cao cũng như cao giống thì có thể liên hệ trực tiếp anh Đạt hoặc là để lại bình luận, thì mình sẽ gửi đến anh ấy để mọi người cùng giải đáp những thắc mắc về cây cao giống cũng như các cây cao kỹ thuật trồng cao để giải đáp cho mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.